Tối 7 tháng 4, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng cho hay tàu cứu nạn SAR-412 vừa ứng cứu kịp thời một tàu cá suýt chìm trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Cụ thể, lúc 13 giờ 20 phút ngày 5 tháng 4, tàu QNR-90610TS gồm 3 thuyền viên do ông Lê Văn Thọ, 49 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng. Khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Đá Lồi khoảng 6 hải lý về hướng Nam, thì tàu bị hỏng hộp số. Tàu mất khả năng điều động trôi dạt dưới điều kiện thời tiết gió mùa tăng cường, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3-4 mét. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, ông Thọ đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, yêu cầu có biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Thời điểm này, các thuyền viên mệt mỏi, hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi với thời tiết xấu và lương thực, nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt. Trước tình hình trên, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR-412 lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu QNR-90610TS. Sau nhiều giờ hành trình vượt sóng gió với tốc độ nhanh nhất, lúc 18 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu để triển khai cứu nạn. 3 nạn nhân được đưa lên tàu SAR-412 để đảm bảo an toàn và được chăm sóc y tế trấn an tinh thần. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 4, tàu SAR-412 đã đưa 3 thuyền viên và lai dắt tàu về đến Đà Nẵng an toàn. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.